Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng micro không dây mới của thương hiệu SS Sound. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mới được SS Sound mới phát triển cũng như là bán ra thị trường trong năm nay 2023. Thì nhìn bên ngoài nó cũng là một bộ micro không dây có bộ thu kép sử dụng 4 anten và hai cái micro không dây. Thì cái mic này nó có gì đặc biệt? Thì thường chúng ta xài trên thị trường thì có những cái dòng 2 anten và 4 anten. Thì 2 anten thì thường chúng ta sẽ xài trong những cái ứng dụng cự ly ngắn thôi, những cái hậu trường nè, những cái phòng họp hoặc là karaoke. Thì cái những cái bộ thu 2 anten thì nó có một cái bộ thu nhận tín hiệu thôi, thì nó sẽ hoạt động trong cái cự ly tầm khoảng 30 đến 80 mét. Trong cái điều kiện tiêu chuẩn, là có nghĩa là nó không có vật cản trong điều kiện tốt nhất. Còn những cái mẫu 4 anten thì nó sẽ có hai bộ thu, bộ thu kép đó, bộ thu nhận tín hiệu kép, thì nó sẽ sử dụng 4 anten, thì nó sẽ hoạt động xa hơn, tầm khoảng 100 mét. Thì nó cũng có những cái bộ nó làm 4 anten, nhưng thực ra ở trong cái bộ thu nó chỉ có làm có một cái bộ thu nhận thôi, còn 2 anten là nó làm ảo. Do đó nó cũng cự ly nó nhìn thì bề ngoài thì nó cũng tương tự nhau, nhưng mà thực sự là nó chỉ có một cái bộ thu trong đó, thì chất lượng thu nó cũng không có tốt bằng những cái bộ 4 anten chính hãng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng micro mới của SS Sound. Thì cái dòng này rất là thích hợp cho chúng ta có thể xài cho sự kiện này, sân khấu, đặc biệt là trường học này, những cái phòng thể dục vân vân, những cái nơi rộng cự ly xa. Thì cái bộ này nó có thể đi với khoảng cách bán kính từ 300 cho lên đến 1000 mét, các bạn không có nghe lầm đâu, từ 300 cho đến 1000 mét mà không cần bất kỳ cái thiết bị nào hỗ trợ. Nó có một cái bộ phết đại sóng ở trong này luôn, nó không cần cái bộ tiếp sóng nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sơ qua một tí mẫu micro này đó. Đây là cái mẫu TX1200 của SS Sound. Thì nó cũng sẽ có nhiều cái option cho chúng ta lựa chọn, mic cầm tay này, mic cài áo, mic cài đầu, mic cổ ngõm, vân vân. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái mẫu tiêu biểu nhất là cái mic cầm tay TX1200. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo sơ qua một tí nhé. Ok, thì đây là cái bộ micro không dây cầm tay của thương hiệu SS Sound. Thì cái mẫu này có mã là TX1200. Đây là một cái dòng micro mới của SS Sound. Thì nhìn bề ngoài thì nó cũng tương tự như những cái bộ micro khác thôi, nó cũng có một cái bộ thu 4 anten và hai cái mic cầm tay. Thì khi các bạn mua thì nó sẽ đi đầy đủ phụ kiện, nó có dây kết nối, pin, adapter, túi để đựng micro. Thì cái bộ này nó có một cái đặc biệt là đây là bộ dòng micro tầm xa, thì chúng ta có thể đi được từ 300 cho đến 1000 mét cho cái bộ micro này. Thì 300 mét thì dành cho những cái ứng dụng trong nhà, còn nếu chúng ta đi xa hơn thì chúng ta có thể sử dụng cho ngoài chơi. Thì đặc biệt nó có đi kèm cho chúng ta bốn cái sợi dây, bốn sợi dây để chúng ta có thể đưa cái anten, bốn anten ra phía trước cũng được, hoặc là chúng ta cũng có thể gắn trực tiếp anten vào phía sau. Thì để mình xoay cái này một tí. Đây, cái bộ này thì chúng ta có thể gắn trực tiếp bốn cái cây anten vào đây, giống như những cái bộ micro thông thường. Nó cũng ở phía sau này, nó cũng giống như những bộ khác thôi. Nó có hai cổng canon cho hai micro này và một cổng 6 ly chung cho hai cả hai mic. Thì nó cũng có bốn cổng anten, thì chúng ta có thể gắn trực tiếp bốn cái anten này nếu chúng ta xài bình thường cho những ứng dụng bình thường. Chúng ta hoặc là chúng ta cũng có thể đưa cái dây anten này, nó đi kèm cho chúng ta cả bốn sợi dây này luôn. Thì chúng ta có thể đưa bốn cái anten ra phía trước được, đi đầy đủ phụ kiện cho chúng ta. Rất là tiện. Thì thường những cái tủ máy á, nếu chúng ta bắt ở trong cái tủ máy thì nó sẽ nằm khuất ở trong tủ á, thì nó sẽ bị cản sóng lại nhiều.
thì chúng ta có thể đưa ra phía trước này thì nó sẽ tiện hơn, dễ thu sóng hơn. Thì thường như sóng này thì chúng ta biết rồi, nó là sóng ngang mà, nếu có vật cản thì nó sẽ làm cái cự ly thu nó thấp lại. Bộ này là sóng UHF, nó có hai cái tai mic. Thì cái bộ này thì nó mỗi kênh nó sẽ cung cấp cho chúng ta 32 cái kênh tần số được cài sẵn. Ở bên này thì từ kênh 1 tới kênh 32, và bên này là từ kênh 100 tới kênh 132. Mỗi kênh mỗi bên này nó có sẵn cài sẵn cho chúng ta 32 kênh tần số. Chúng ta có thể tự lựa chọn được. Nó làm màn hình rất là lớn, làm màn hình rất là lớn. Đây là cái mẫu tai mic mới cũng khá là đẹp. Vỏ hoàn toàn bằng kim loại, bằng nhôm, rất là đẹp. Đây là thương hiệu của SS Sound. Ở đây có một cái màn hình, nó hiển thị kênh nè, tần số, pin. Nếu khi nào mà hết pin thì nó sẽ nhấp nháy cái màn hình này. Đây là có một cái cổng IR ở đây, cổng hồng ngoại để chúng ta có thể đồng bộ tần số. Đây là nút nguồn. Thiết kế rất là đẹp, hiện đại, cầm rất là chắc tay, nhưng mà nó cũng không có nặng, nó vừa tay thôi, để cho chúng ta có thể cầm trong một thời gian dài mà không có bị mỏi tay. Đây là cái nòng micro đời mới, tiếng rất là hay. Này chúng ta có thể chơi sự kiện, sân khấu, hát karaoke rồi rất là thoải mái. Bắp cardioid. Cardioid thì nó sẽ tập trung thu những cái âm thanh phía trước thôi, nó sẽ loại bỏ bớt cái tạp âm xung quanh. Và đặc biệt những cái ở trong này nó có một cái công nghệ, nó sẽ giúp loại bỏ các cái tạp âm rất là hay, chống nhiễu. Nó sử dụng mà hai viên pin tiểu, hai pin 2A đó, bỏ phía này, đơn giản thôi. Nó có một cái nắp ở đây, chúng ta sẽ đầy vào và vặn cái này ra. Còn khi mở ra thì chúng ta làm ngược lại, vặn cái này qua và rút cái nắp ra thôi, bỏ pin vào, rất là đơn giản. Thiết kế rất là đẹp. Hai tai mic nó có hai cái màu khác nhau, bên màu xanh và một màu cam, cho chúng ta có thể dễ nhận diện được. Và một cái cơ bản nữa thì cũng không quên là chúng ta nên cầm micro thế này, chứ đừng có cầm thế này, hoặc là đừng có cầm dưới này quá, rất là cơ bản mà nhiều người hay quên. Chúng ta nên cầm đây là nó cho cái cự ly thu tốt nhất. Ok, đó là cái phần micro, nó có hai cái tai mic như nhau thôi. Chúng ta xem một tí cái mặt trước của cái bộ thu này. Thu này thì nó có hai bên, nó có hai volume cho hai kênh riêng biệt. Giữa này nó có nút nguồn, đây là cái đèn để chúng ta có thể đồng bộ hồng ngoại. Khi chúng ta đồng bộ thì chúng ta đưa cái đèn hồng ngoại của cái micro vào đây và nhấn cái nút IR thôi. Mic bên nào thì nhấn nút bên đó thì nó sẽ nhận diện đồng bộ tín hiệu rất là nhanh. Bên này nó có ba cái nút để chúng ta có thể cài đặt chương trình. Ở trên này nó hiện bên này là RF này, là cái tần số, bên này là AF là tín hiệu âm thanh. Đây là kênh từ 1 tới 32 cho cái kênh A này. Bên này thì từ 100 cho tới 132 kênh B. Đây là cái tần số. Rất là đơn giản, bộ này cũng rất là đơn giản, dễ xài đó. Tiện thì mình nói luôn cái cách cài tần số cho cái bộ này. Nó có hai cách, một là chúng ta cài bằng tay, cài bằng kênh. Cách đầu tiên là cài bằng tay, là chúng ta sẽ cài cái kênh này, một trong 32 kênh đã được cài sẵn. Chúng ta bấm set một cái, là cái nút kênh này nháy, thì chúng ta có thể chọn từ 1 tới 32. Bấm lên, bấm xuống, lên xuống đều được, để chọn từ 1 đến 32. Chúng ta có thể để này không cần bấm gì, thì 3 giây nó sẽ tự lưu cái tần số này, cái kênh này. Còn không chúng ta bấm set thì nó sẽ nhận. Khi ta bấm set tiếp, đó là cái cách bằng tay. Thì khi chúng ta chọn cái tần số này rồi,
thì chúng ta sẽ đưa cái micro, đưa cái đèn micro này vào cái đèn hồng ngoại này và chúng ta nhắn IR. Vậy là nó đã nhận, khi nó nhận tín hiệu rồi, có tín hiệu rồi thì nó sẽ chuyển qua đèn màu xanh. Alo, cái này nó đang hết pin, nó nhấp nháy nè, nó đang hết pin, nó nhấp nháy. Khi chúng ta đồng bộ tần số thì cái đèn này nó sẽ chuyển qua màu màu sáng, màu sáng. Ok, tiếp tục là cái cách thứ hai. Cái cách thứ hai thì chúng ta sẽ dùng scan, nó sẽ tự quét, nó tìm một cái tần số sạch nhất trong cái môi trường đang hoạt động. Chúng ta bấm set hai lần và nó sẽ qua cái tần số, và chúng ta bấm một trong hai nút này lên hoặc xuống thôi thì nó sẽ tự tìm, nó tự chạy, nó quét, nó tìm tần số sạch. Cái này thì trong tốn khoảng 20 giây, nó sẽ tốn 20 giây, có thể nhanh hơn. Rồi, nó đã tìm được một cái tần số rồi, đó là kênh 30, tần số 647-500. Thì chúng ta cũng làm lại y như cái bước lúc đầu, là chúng ta bật cái IR và đưa cái micro vào để cho nó nhận diện. Rất là đơn giản, đó là hai cách, một cách bằng tay và một cách tự động quét. Và tiếp đến cái cài cách thứ ba, cái cài thứ ba đó chính là cái quan trọng nhất của cái bộ thu này. Đó là cái cách cài khoảng cách, cái mức độ đi xa của cái bộ micro này chúng ta có thể cài được. Thì chúng ta bấm tiếp cái set lần thứ ba, một này, hai này, là qua tần số này, tiếp thứ ba thì nó sẽ qua cái swell này, nó có 8 mức, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái cự ly hoạt động nó từ 65 cho tới 100. Đây, 65 là cái mức thấp nhất, là chúng ta có thể đi được khoảng 300 mét, và lên cao nhất là 99 thôi, chưa tới 100. 99 là nó sẽ đi được 1000 mét xa nhất. Xong rồi bấm ok thôi, nó hoặc là nó để nó tự lưu. Rồi còn cái set thứ tư là chúng ta sẽ khóa cái chương trình lại, bấm lên bấm xuống thôi, on thì nó sẽ khóa, lên cái màn hình khóa. Rồi đó là các cái cài đặt chúng ta có thể cài được trong cái bộ thu này, rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng. Và đặc biệt thì cái bộ này nó đã tích hợp cái hệ thống quét đại tín hiệu trong này rồi, thì chúng ta không nên sử dụng thêm một cái bộ tiếp sóng nữa. Khuyến cáo là không nên sử dụng thêm bộ tiếp sóng nữa, vì khi cái bộ tiếp sóng trong này nó đã đủ xài rồi. Còn nếu mà chúng ta xài thêm một bộ tiếp sóng nữa thì nó tín hiệu nó được quét lên quá mạnh thì nó rất là dễ bị nhiễu. Đó là cái lưu ý cho cái bộ micro này. Ok, rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng. Đó là các cái cách cài đặt trong cái bộ micro này. Đây là micro SSL TX1002, một cái bộ micro có hai cái bộ thu trong này, 4 anten, và nó có thể điều chỉnh được cái tầm hoạt động của micro đi rất là xa, từ 300 cho đến 1000 mét. Hai tay mic rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp, mẫu mới của SSL. Cái này thì chúng ta có thể xài cho sân khấu này, sự kiện, hội trường, sảnh cưới, quán bar, hoặc hát karaoke cũng được. Hát karaoke thì chúng ta cũng có thể mua những cái bộ bình thường thôi, không cần phải mua những cái dòng tầm xa này. Thì chắc chắn những cái dòng tầm xa này thì giá nó sẽ cao hơn những cái dòng bình thường một tí. Rất là thích hợp cho chúng ta có thể xài ở những cái nơi rộng như là trường học này, sân vận động, những cái công viên hay là những cái lễ hội gì đó, rất là tiện. Đây là hàng nhập khẩu chính ngạch, có CO, CQ, hóa đơn đầy đủ. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua cho các bạn về cái mẫu micro không dây cầm tay tầm xa TX1002 của SSL. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái dòng sản phẩm này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.